thưa quý vị và các bạn. Vâng, em báo anh là đây em đang sát chúng nó, đang sát chúng nó này. Vâng. Đây là cái đám quậy. Lúc nãy xem được cái clip của chú Long Thủy phát trực tiếp nhân ngày kỷ niệm 14 tháng 3 sự hy sinh của 64 cán bộ chiến sĩ, thì cái đám nô u lại tiếp tục ra cái tượng đài Lý Thái Tổ làm loạn. Đấy, bọn chúng muốn kỷ niệm sự hy sinh của 64 cán bộ chiến sĩ, chúng phải lấy cái vòng hoa ra biển để tri ân các anh hùng liệt sĩ đó. Nhưng mà ngược lại, chúng lại đem cái vòng hoa đến tượng đài Lý Thái Tổ để làm loạn. Mà rất là nực cười. Nếu mà kỷ niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ đó thì các thành viên của NOU này phải đến tặng quà, thăm hỏi những thân nhân gia đình của những liệt sĩ đó, chứ không phải đem hoa đem việc đi luôn như cần việc thôi, điện thoại ra giữa tượng đài Lý Thái Tổ để làm loạn, kích động. Cái này mục đích là gì? Mục đích mẹ con người áo cho ra không đến tung lên mạng bôi xấu chính quyền, lấy tiền của cái đám tổ chức Việt Tân, của cái Đỗ Hoàng Điềm, cái đám đầu u ấy càng ngày càng loạn. Cho nên á, mọi người chia sẻ cái like này, anh em cờ đỏ, đặc biệt là những bác cựu chiến binh, là đồng đội, là những chiến sĩ đã tham gia trận mạc, rất là căm ghét, rất là bức xúc về cái chuyện cái đám đầu u nó làm. Vòng hoa nên đặt đúng nơi đúng chỗ, tri ân phải đúng nơi đúng chỗ, không phải phán xét. Mà đây là tôi phản đối các anh tưởng niệm ở đây, các anh tưởng niệm người ta ra chỗ tượng đài tưởng niệm, chứ không phải tưởng niệm đây là chỗ thờ nhà vua. Còn cái này á, các ông đem đi đặt ở tượng đài Lý Thái Tổ. Lý Thái Tổ là một ông vua nhá. Còn ở đây á, là 64 chiến sĩ cán bộ hy sinh trong cái trận chiến Gạc Ma. Hai việc nó hoàn toàn khác nhau. Mà người dân á, ai xem người ta cũng bức xúc, rất là bức xúc cái đám này. Mà hôm nay á, tôi có mặt ở đó, tôi cũng là người tham gia. Gì ông phải chụp trộm thế? Chụp thẳng vào ông đi, tôi sẽ bị chụp trộm. Chụp thẳng vào ông rồi bị chụp xong, chụp xong rồi chụp xuống. Việc gì phải cúp. Mọi người chia sẻ cho tôi cái like này.
chia sẻ rộng hơn cái. Này tao chỗ đừng có nói này. Tôi nói ha, không động đến lãnh đạo nhé. Không. Này, Dũng xe hôm nay này. Thì ông này đeo cái đúng là dư đặc biệt rồi. Ông Trọng còn chưa trốn cái vụ luôn thì tôi. Còn riêng Dũng xôm mà cả tao đều mở này đừng nói mà mày tao đây con người đứng ở đây cùng là làm văn hóa hóa là ai nói thế không mày tao thì gọi như nào, gọi là bố à, không mày tao gọi là bố à, mày ít tuổi mày xưng hô người ta thế mày bảo là gọi như thế nào, ít tuổi mày lại gọi người ta nhiều tuổi, mày tao hoạnh hoẹ ông này này. Ông kia kìa, ông bao nhiêu tuổi, ông hoạch tao với người ta. Ông chưa bao nhiêu tuổi đâu, gần 70 thôi. Ông nói cái gì nó tôn trọng người ta cái. Người ta còn hơn tuổi ông đấy. Biết ai hơn tuổi ai? Chưa biết ai hơn tuổi ai, nhưng ông kia là ông xúc phạm người ta trước. Chống Trung Quốc mà các ông lại làm cái trò này. Thứ nhất là người ta nói mày ta cũng chẳng xúc phạm gì đâu. Hai người lạ với nhau, nói mày ta không có gì được xúc phạm cả. Nhưng mà nó bảo là ông là cái gì ông mày tao. Ông bảo là đánh răng, gãy răng người ta. Người ta tốn lên sẵn thả máy của ai đi. Tất nhiên vui vẻ rồi. Đổi màu nó vui vẻ nhau. Nó giả được bao tiền. Tao ra được người đéo rồi. Đây là bọn nó lưu được cửa đỏ ấy. Bọn nó có Hạnh Liberty và thằng Dũng xe ôm, còn một đám đây nữa. Mẹ tham gia ngày léo là lên đây lổ Trường Sa ra mẹ ngoài cái Trường Sa mà lễ. Toàn cái thằng trốn nghĩa vụ xong rồi lên đây lổ. Bảo Trâm và Lính Tăng đang ở dưới kia. Rồi các thánh lẩu yêu nước đâu hết rồi, không thấy ra đây gì à? Mọi người share cái like cái. Mẹ hùng hổ đi dọa ông Tăng giỏi đấm luôn đi xem nào.
đứng này, em vào đây. Chờ tí nữa anh em nó ra rồi không ra đâu, chờ tí nữa em chưa. Chào anh Thanh Nguyễn nha. Hôm nay bọn nó ra khá đông, còn cái vòng hoa nó vẫn để kia. Mẹ to mồm có dám làm không? Chào An Nhiên nhá. Ra dám hù dọa đánh Trần Thành Trung mà không dám, bởi vì hôm nay nó không dám cầm băng rôn khẩu hiệu. Nhưng mà hôm nay mà cầm băng rôn khẩu hiệu chắc chắn là một trong vài đứa dính đòn luôn. Đây là vòng hoa nó vẫn để đây. Vòng hoa vẫn để đây. Anh là liệt sĩ à? Đấy. Vẫn để đây, nó đi rồi. Dạ. Nó đi rồi. Vâng, đi rồi. Mọi giáo tét. Đây là cái là thờ nhà vua chứ không phải là gì. Toàn những cái thằng trốn nghĩa vụ xong lên đây lổ chứ đúng rồi. Lên đây làm màu. Thôi cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người một chủ nhật cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn An Nhiên nhiều nhá. Cái bọn quậy này hôm nay tự nhiên nó lại rủ nhau, mà tưởng nó không ra. Mà không làm gì được. Vì an ninh ở đây cũng quá dày luôn. Nên là không dám làm cái gì hết. Đây là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.
đất nước đang thành bình này, chúng nó cứ làm xáo loạn lên. Đây là Ngân hàng Quốc gia. Đây. Nói chào mọi người nhá, chúc mọi người có một chủ nhật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye bye.